Tại Ấn Độ, tình trạng khan hiếm nguồn nước dự báo có thể lấy đi 6% GDP của Ấn Độ từ nay đến năm 2050. Hãng xếp hạng Moody's mới đây thậm chí cảnh báo khan hiếm nguồn nước có thể sẽ làm ảnh hưởng tới chỉ số xếp hạng tín nhiệm tín dụng của Ấn Độ. Truyền thông Ấn Độ cho rằng chính khan hiếm nguồn nước là một trong những nguyên nhân chính khiến cho giá lương thực tại Ấn Độ biến động thời gian qua. Tình hình không có gì là khả quan khi nền kinh tế Ấn Độ dựa chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp. Những cây trồng chính của Ấn Độ là gạo, lúa mì và mía đang tiêu thụ tới hơn 80% tổng nguồn cung nước tại Ấn Độ. Nhưng thiếu nước không chỉ đe dọa tới nông nghiệp, thiếu nước cũng đang làm ảnh hưởng tới những ngành công nghiệp quan trọng như sản xuất nhiệt điện than hay sản xuất thép. Đây là những ngành vô cùng thiết yếu đối với sự sống còn của nền kinh tế Ấn Độ và bất cứ sự đình trệ nào của những lĩnh vực này có thể để lại những hậu quả sâu rộng.